Xin chào quý vị và các bạn. Mực nước sông Hồng qua địa phận Hà Nội vẫn đang ở các mức báo động trong mấy ngày gần đây. Mặt nước mở rộng đã gây ngập sâu và biến đổi hiện trạng nhiều khu vực ở phía ngoài Đê Tả và Hữu Hồng. Những cây cầu của Hà Nội cũng trở nên nhỏ bé, mong manh giữa dòng nước lớn. Hôm nay mình có việc qua khu vực Bắc Thăng Long nên cập nhật cho quý vị và các bạn một số hình ảnh nước lũ trên sông Hồng đoạn qua cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân chiều ngày 12 tháng 9. Hiện tại thì mặt nước sông Hồng đã mở rộng tiến sát chân đê hữu ở nhiều đoạn nên nhiều khu vực bãi bồi đã ngập sâu. Đây là cái khu vực bãi bồi của phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, đoạn sát đường An Dương Vương. Hiện tại ở đây mình thấy đang có rất đông người dân dừng lại ở trên đê để xem nước lũ. Nhiều vườn đào ở phường Phú Thượng ngoài bãi hiện đã ngập sâu nên chắc chắn là gây thiệt hại đáng kể. Đây là đoạn sát trụ cầu Nhật Tân. Hiện tại theo các thông tin cập nhật thì mực nước sông Hồng đang rút xuống dưới mức báo động 2 lúc 7 giờ sáng nay. Mực nước khoảng hơn 11 mét và đang tiếp tục rút. Tuy nhiên Hà Nội vẫn khuyến cáo là các ban ngành và người dân không được chủ quan, vì tình hình mưa lũ hiện tại vẫn đang diễn biến rất là phức tạp. Các bạn có thể thấy là bãi giữa sông Hồng dưới gầm cầu Nhật Tân đang gần như ngập trắng rồi. Hiện tại nhiều khu vực ngoại thành Hà Nội vẫn đang tiếp tục ngập nước. Một số khu vực được coi là rốn lũ của Hà Nội, ví dụ như ở Chương Mỹ chẳng hạn, lại ngập như là cách đây khoảng hơn một tháng, khi nước sông Nhuệ, sông Bùi và sông Tích dâng cao. Nhiều địa phương khác cũng đang căng mình phòng chống và khắc phục những cái thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tình hình hiện tại là do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, đồng thời là nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Thiệt hại tính đến hôm qua ngày 11 tháng 9 là đã có 326 người chết và mất tích ở nhiều tỉnh thành do bão và mưa lũ. Đây là những cái con số rất đáng buồn. Theo các thông tin báo chí thì trong khoảng 24 giờ tới, dự kiến nước sông Hồng sẽ rút khoảng 1 mét, nên cái phạm vi ngập lụt sẽ giảm xuống. Ngày hôm nay thì thời tiết Hà Nội cũng dần nắng ráo trở lại. Đây là những tín hiệu tích cực trong tình hình hiện nay đối với người dân thủ đô và các cái tỉnh thành khác. Đây là hình ảnh nước lũ sông Hồng đoạn qua cầu Thăng Long, một cây cầu có tuổi đời lâu năm tại Hà Nội. Mình thì cũng muốn quay ở khu vực cầu Long Biên, Trương Dương, Vĩnh Tuy và cả cầu Thanh Trì mà chưa đi một vòng được. Chỉ là hôm nay có chút việc đi qua đây thì tiện quay và cập nhật cho mọi người tình hình mưa lũ trên sông Hồng tại Hà Nội. Có thể thấy là nước lũ hiện tại chảy chậm lại chứ không hung dữ như một hai hôm trước. Hiện tại thì Hà Nội cũng đã cấm các phương tiện qua cầu Long Biên và hạn chế các phương tiện qua cầu Trương Dương. Tuy nhiên thì việc di chuyển qua sông Hồng ở các cây cầu còn lại mình thấy vẫn rất là ổn định. Nếu có thời gian mình sẽ cập nhật một số hình ảnh ngập lụt tại các cái khu vực dân cư của Hà Nội ở các video sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.